Rồi xin chào tất cả anh em theo dõi kênh Chợ Mộc. Thì hôm qua sau một buổi lắp dựng thì là trời nó đang mưa nên là lại chưa thể nào mà lên hết được các cái phần chi tiết chính của căn lầu lục giác 2 tầng mái anh em nhé. Thì hôm nay thì bên mình đã lắp dựng lên thêm cái phần trụ ở trên, lại cái phần mái của tầng 2 nữa ở bên trên, thì nhìn cái dáng lối lầu nó cân đối hơn các bác nhé. Đấy, nhìn anh em nhìn cái dáng lầu rất đẹp, mai kia mà lên lợp ngói vào thì nhìn nó dáng nó bay lắm. Nhìn dáng nó bay và nhìn nó cân đối lắm. Đợt này thì gỗ thì của mình vẫn còn để thì nguyên màu gỗ mộc mạc hết anh em nhé. Thế nên là nó cũng có chi tiết màu nó bị hơi bị sẫm hơn một chút, lim cũ mà. Đấy. Còn những cái phần bên dưới này thì là những cái cây cột lim cũ mình bào ra. Toàn bộ cái lầu lục giác này là bằng gỗ lim ta cũ hết các bác nhé. Đấy. Diện tích đường chéo lầu tim cột là 4m. Cột đường kính là 19-20, 2 tầng mái, từ nền lên tận trên chóp nó rơi khoảng gần 5m. Ở trong diện tích là anh em ngồi uống trà uống rượu thoải mái. Diện tích là 10 mấy m² cái lầu này. 2 tầng mái vì kèo làm rất là chắc chắn. Anh em đảm bảo là lợp ngói mũi hài, yên tâm tuyệt đối, lầu cực kỳ chắc chắn luôn. Bằng gỗ lim ta hết các bác nhé. Đây này, kể cả các cái xà này của mình cũng bằng gỗ lim ta này, bằng lim Thanh Hóa hết nhé. Đấy, nhưng cái này là chưa lót này, cái bên này thì là lót vào rồi đây. Đấy, các bác nhìn. Đấy, vần vèo rất là đẹp. Thì anh em nhìn đấy, chất gỗ lim ta đấy. Vần vèo của nó thì ghê người luôn. Lim Thanh Hóa các bác nhé. Rất đẹp luôn. Vần vèo những cái lim này rất đẹp. Đấy. Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp thì mình sẽ mang đi lắp dựng. Căn cái lầu này thì nói chung nó sẽ lắp dựng thì loanh quanh từ khoảng 180 đến 200 các bác nhé, là lắp dựng phần gỗ. Thì nếu mà các bác có muốn làm thêm các cái diềm lan can cửa võng thì lại thêm một chút thì em lại lắp dựng. Còn như thế này là đầy đủ là hoành dui cộng với cả cái lan can chạy đơn giản ở dưới này nữa thì bên em sẽ hoàn thiện. Còn trước mắt là em đang muốn là dựng hết phần khung chính này, thì các bác nào qua xem thì chốt được phương án thì mình sẽ lên cái phương án cụ thể hoàn thiện, lại có diềm có cửa võng hay là như thế nào thì em sẽ tính thêm. Còn cơ bản có thể là anh em nào bốc luôn như thế này lên cũng được, giá nó thì khoảng 100 mấy chục thôi, chưa có ngói anh em nhé. Đây là phần gỗ thôi, cây gỗ lim vân rất là đẹp. Đó, thì anh em nào có nhu cầu thì qua xem trực tiếp nhé. Mình đang dựng mẫu lầu lục giác này tại Thanh Oai, Hà Nội anh em nhé. Nhìn thực tế nhìn to lắm các bác ạ. Nhìn thực tế nhìn rất to. Đứng từ xa quay ra cho anh em xem nhé. Thì bác nào có nhu cầu thì mời liên hệ về xem trực tiếp luôn. Được thì bên em tháo ra mang lắp dựng, hoặc là có thể là cứ thế này đánh dấu và bốc xếp lên xe cho anh em nhé.